Lần trước là tôi cũng cũng gặp bạn này rồi, tôi gặp bạn này. Thế là đã trải nghiệm hết. Váy đen à? Chỉ 400 tệ anh đẹp trai à? Ok luôn. Quất. Váy đen. Hôm nay mình có việc gì phải làm không? Sáng hôm nay không có nhiệm vụ gì phải làm à? Thế thì chắc là đi học thôi. Đây là buổi cuối rồi, buổi học cuối rồi. Bao nhiêu ngày thức ăn đã qua chế biến nó có thể để được ở trong tủ lạnh? Được bao nhiêu ngày? 60, 108, 200, 300? Không ai biết ạ. B! Đúng. Cộng 25 điểm thông minh. Bây giờ bạn có thể tham gia bài thi. Yes! Thi! Ôi! Gì đấy? Hình như là tất cả các câu hỏi kia lần trước mình trả lời xong nó gộp lại à? Thế thì lại dễ. Chúng ta được 100 điểm. Rồi, đậu rồi, không biết được bao nhiêu điểm, đậu rồi. Được học bổng 5 lớp. Ok. Đây. Đấy, nhưng mà đây là phụ bếp thôi các bạn ạ, mình không phải là đầu bếp chính. Ôi, cái này cần level 4 cơ mới học được cơ các bạn. Ủa, thế mình học được cái gì vậy? Thế mình vừa học được cái gì? Ồ, mình có chứng nhận đầu bếp rồi. Thì mình phải có đủ cái điểm là cấp 6 về sức khỏe, cấp 8 về khéo léo. Ủa ôi. À phải ít nhất là cấp này mới được làm đầu bếp ạ. Là ở đây này. Ôi. Thế thì bao giờ mới được làm đầu bếp? Cuối cùng là tôi thấy con đường nào nó cũng dẫn đến đốc gạch. Chính ra ấy, lúc đầu ấy mình phải kiểu ấy tăng mắc điểm bốc gạch, xong rồi bốc như một thằng điên luôn ấy. Chứ còn tôi thấy tăng đủ các thể loại điểm khác nhau, cuối cùng vẫn đi bốc gạch. Làm đủ mọi cách vẫn ra công trường. Đời khổ đéo chịu được ấy. Ồ, hôm nay lãi được có 600 các bạn ạ. Thế thì khó rồi, lần trước lãi ở đây được 800 rồi. Bạn lãi được có 600 nghĩa là phải tìm cái điểm bán mới. Cộng 1.000 tiền này. Chủ nợ ai ai đấy? Đây có phải gia đình Liu Guifeng không? Đúng, và bạn là. Đây là bệnh viện. Mẹ mình vừa bị đi cấp cứu vì đột quỵ hay sao á. Bây giờ tình hình nó đã ổn định, nhưng mà cần phải có một thành viên trong gia đình đến trông. Đấy, tranh cãi với ai đấy, chắc là do như thế đó. Nói chung là chỉ cần một thành viên gia đình đến thôi. Em mình bảo là em mình sẽ phải về để tìm hiểu. Tuyệt đối không để anh đi. Đó cũng là một kế hoạch không thể nào để mẹ một mình. Nhưng mà em phải cẩn thận. Không, tuyệt đối không thì bằng mặt bà mẹ. Để anh đi thì ai kiếm tiền? Còn để em mình đi thì em mình nhớ mà bị túm ở đấy luôn thì chết à? Thôi tôi nghĩ là cho em gái về đi. Mình trả tiền cho họ là được mà. Nước đi của tôi đó là cho em đi về. Được rồi, em sẽ gọi khi mà em về đấy. Và anh sẽ cố gắng kiếm tiền. Chúng ta vẫn còn 2 tuần nữa. Vậy là đủ rồi. Có một cái điểm bán nào khác không nhở? Chưa, bán ở đây bây giờ không được bao nhiêu rồi. Quán karaoke á. Đây đây đây, có một điểm bán này. Rồi, lên cấp 4 rồi. Đấy, bây giờ mình đi làm phụ bếp được này. Tăng được cái phụ bếp này. Fast là nấu nhanh hơn à? Không có luôn mà. Làm linh vật lương cao hơn á. Đâu, tôi tăng đôi đủ điểm tăng linh vật đấy. Làm 1k làm linh vật cho nào. Khi mà cái vòng xuất hiện thì mình phải bấm mũi tên. Nhiều cái đúng thì nó sẽ được chuỗi. Ok. Sẽ có con bé đứng chụp ảnh luôn vậy. Trò này cái gì cũng audition ấy. Cái gì đấy? Bấm muốn hướng nào cũng được à? Tưởng là linh vật là như nào, hóa ra cũng chỉ là thằng hề chứ đứng nhảy nhảy. Hóa ra là ra công viên luyện tập hiểu không, với các bà cô đấy, là để bây giờ tỏa sáng khi làm linh vật các bạn. Ê, cậu ấy linh vật giàu ấy, tôi nhảy như nịt. Ui, tôi nhảy như nịt và cần 200 đồng rồi kìa, làm 5 tiếng. Ôi xin lỗi, không bao giờ bốc gạch nữa. Làm linh vật được 200, giàu vãi chưởng. Xin phép.
gọi bốc gạch là đờ bờ là rr à, nhưng mà vẫn bị trừ 26 đồng tiền phí ạ. Đi ra bán hàng đi các bạn, thử bán ở điểm đầu này xem nào, bán ở chợ ngon hơn à. Nhưng mà các bạn càng bán lặp đi lặp lại ở một điểm ấy thì cái bán được càng ít, cho nên phải thử đổi điểm. Bán được, bảo chỗ này càng ngày được ít này, bạn thấy không? Bây giờ được có 400 thôi. Đó, có điện thoại gì đấy, em mình à? Em mình đến bệnh viện rồi. Muộn như thế này á? Tắc đường, mẹ như nào rồi? Bất tỉnh. Bây giờ chúng ta cần phải trả tiền thuốc 3.000. Gửi tiền ngay, anh không có đủ tiền, tối mai mới gửi. Thôi thì gửi luôn đi, lấy của người em 20.000, kêu anh không có tiền. Thế thì em anh đi chơi 20 em loli à? Mà hết tiền, gửi trả tiền ngay. Rồi. Về nhà giặt đồ ấy. À đây đây, máy giặt đây. Hai hai giờ 23 mới đã giặt xong, giặt mất 1 tiếng à? Đấy, không, để bán thử ở dưới này xem có ổn không. Đây, được 500. Hoa bán được nhiều ở đây này các bạn, nhưng mà cũng chỉ được có 500 thôi, không bằng ở chợ. Ở chợ bán vẫn được nhiều hơn. 2 giờ được 500 à? À ở nhờ, tại hôm nay bán ít hơn nhờ. Cái gì, ngày mai phải trả luôn 10k rồi à? Cũng không sao, thì cuối cùng thì mình vẫn âm 10k thôi mà. Cái gì vẫn chưa khô à? Ôi, giặt nốt bộ này đi. Kiếp ạ, một bộ quần áo này khô mất 24 giờ. Thế cho nó vuông. Bán hoa được 380 này. Chắc mai phải đổi chỗ bán thôi. Rồi, gọi đòi nợ đây. Tao biết mày có tiền, trả ngay đi. Đừng có thử thách sự kiên nhẫn. Đây, trả cho nó 10.000 thôi. Xong. Thế là hết nợ. Bây giờ không phải trả tiền lãi nữa, nhưng mà mình phải kiếm đủ tiền để trả cho bọn kia, trả cho bên nhà cưới hỏi. Điểm này quan trọng này. Tăng 5% doanh số bán hàng của bán hàng phục rong này. Tăng mắc này. Và cái này làm cái việc này cũng tăng 2 đồng với cái công việc này. Công việc này làm 8 tiếng à. Làm linh vật thôi. Làm linh vật trước, gọi là trung tâm thương mại. Đây vừa 5 là nhanh nhẹn này. Làm thêm cá nữa cho nó nhanh. Để bây giờ mình trở thành một chiếc máy cày. Ngày 2k linh vật, tối bán hàng. Không có chuyện gì xảy ra thì cứ thế mà cày. Bán được 600 tiền mà 4 tiếng được có 600 tiền, không lại lắm nhưng mà thôi cũng được. Coi như một ngày mình kiếm được gần 1.000. Thử mua snack ăn à? Mua bánh quy á. Đâu ạ? Thử xem nào. Mua 3 cái bánh quy á. Ăn bánh quy nào. Ừ, xong rồi bánh quy này cũng tiện ấy. Ăn ở đâu cũng được ấy. Ui, bán 4 tiếng mà lãi có 467 thôi á. Thốn thế. Lại có cuộc gọi gì đây? Chủ nợ. Ủa, mày có đấy không? Tôi đã trả anh tiền rồi mà. Đừng nghĩ, đừng hiểu lầm. Chỉ đơn giản là kiểm tra xem anh ổn không như một người bạn. Tao biết mày quan tâm, có chuyện gì? Thật sự có ai gọi điện cho mày ngày hôm nay không? Ông đang muốn nói gì vậy? Tao sẽ coi đó là không. Mày nợ, mày trả nợ. Thế là cách thế giới hoạt động đúng không? Tụi tao không có làm cho cuộc sống mày có hơn. Chúng ta đồng ý đúng không? Nói cái gì thì nói. Nói thẳng luôn đi. Thế thôi. Bảo trọng. Cái gì đấy? Sao lại thế nhở? Chưa hiểu lắm. Không nhảy up quy à? Ừ, ok đấy. Nhảy từ đầu ngày luôn đi. Ờ, hợp lý ấy. Ô ô ô, chị môi giới việc làm à? Có một việc có thưởng này, nhận không? Việc gì đến từ chị xinh đẹp phải không? Nó sẽ không thể xấu được. Thông minh mức độ 5, thông minh tôi mức 6 à. Với một chàng trai ngọt ngào. Lòng sweet boy. Cho cuộc sống cũng khó khăn với cậu lắm. Lần này không có phí môi giới. Có một cái tiệm tạp hóa ở công viên. Cần người kiểu phát tờ rơi hay gì đó. Được thưởng 200 tệ nhưng mà phải đến ngay lập tức, không được muộn. Đây, có giới thiệu việc làm. Phải học cái việc này. Việc này làm tận 8 tiếng cơ. Làm thủ công nhá.
làm 8 tiếng. Các bạn tiếp cận người đi qua đường ấy, ấn cách để dừng lại và tiếp thị cho người ta. Hiểu rồi. Mỗi khi bạn bán được một đồ thì các bạn sẽ được thưởng. Đâu có ai đi qua đâu, vắng như chùa Bạt Anh này. Ê, mời 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 chú, mời chú. Ấy, fail rồi, ấn cách sớm quá. Mời chị, mời chị. Ui, chị xinh như này xứng đáng. Ui, bán một phát được 14 đồng cơ. Ui, giàu như thế này mà nó còn cản mình bảo đừng làm ạ. Anh đẹp trai như này xứng đáng uống một ly tăng lực. Ui, trời ơi, 42 đồng. Ê, chú. Ui, trời ơi, 56 đồng. Ui, nghề này giàu thế. Đây, 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 làm một hơi anh ơi, trời nóng. Đưa loli cho tôi vào bán thì úi rồi. Ôi chết. Muộn quá kìa. Ui. Bán mình mít tầm 2-3 cái gì đấy ấy, gần 100 đồng rồi này. Nói chung là nó không bằng nghề linh vật được. Không kịp, thiếu một tí. Bán được 8 sản phẩm. 272 tiền. Nhơn, làm 8 tiếng được 272. Xong đấy được thưởng thêm 200. Là tiếng 5 lốp. Ok. Hôm nay là ngày bội thu ấy, mà vẫn còn dư ra 5 tiếng này. Để thích làm gì thì làm cơ mà. Có ông chú đi qua kìa. Ok, vẫn lấy được. Đấy, thế là kiếm được thêm 100 quá. Lý. Ui, cầu ở đây có 25% này. Cầu nó cứ giảm đi, bây giờ cầu 25% này bán được bao nhiêu một buổi? Đây, 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 bán 100% này, hy vọng là ổn. 4 tiếng. Bán được 500, coi như một ngày được gần 1.000 thôi. Hạt nhờ. Cảnh sát đang bắt đầu truy lùng mấy cái con, mấy cái chủ nợ đúng không? Thu nợ bất hợp pháp này. Công dân được khuyến khích cung cấp bằng chứng. Nói chung cơ bản là để bắt chủ nợ đấy, hình như là thế đấy các bạn ạ. Đây rồi, cơ hội của tôi để lấy lại những gì đã mất. Phép tí nữa đến thời đến đồn cảnh sát. Bây giờ mình đã hiểu tại sao chủ nợ lại gửi tin như thế rồi. Bây giờ bọn chủ nợ cũng hơi sợ. Bây giờ mình được chọn hai lựa chọn. Thứ nhất là nói chuyện với bọn nó một tí, hoặc là không thì chúc bọn nó may mắn ở trong tù. Nhưng mà cái này cần yêu cầu thông minh level 4 thì tôi thông minh level 10 rồi. Nói chuyện chủ nợ thế nào? Tôi xem tin tức rồi đấy. Thu nợ như thế là bất hợp pháp nhá. Mày cẩn thận lời nói rồi đấy. Tao đã làm gì đâu? Theo dõi em gái của tôi này. Thu thêm tiền lãi. Tôi nghĩ là thu thêm tiền lãi. Chứ thật ra thì theo dõi cũng chưa ảnh hưởng gì lắm. Chỉ theo dõi thôi. Theo dõi thôi mà. Nó thu lãi mình tận 100 tệ một ngày à. Đưa thế này. Tao trả lại cho mày tiền lãi. Đưa tiền, trả tiền tao trước đã. Trả lại có 600 tệ. Được rồi, đừng có nói linh tinh gì nếu có ai hỏi. Kết bạn chứ đừng có tạo thêm kẻ thù. Chúng ta ổn chưa? Rồi đi báo cảnh sát à? Xong đi báo công an. Trả rồi báo công an thôi. Đây rồi, đồn công an. Thể giúp gì được cháu? Không báo được, không báo được. Rồi xong. Bán được có 245 thôi các bạn ơi. Thôi xong rồi. Cút rồi. Càng ngày càng nghèo. Ra công viên bán nhá. Ra công viên bán đồ chơi nhá. Đúng, bán được có 3 tiếng rồi. Công viên là chỗ bán đồ chơi mà. Hy vọng bán được nhiều. Bán được có 200 đồng. Chịu rồi. 3 tiếng bán được 200 đồng. Chịu các bạn ạ. Đây làm cái ác quy kiếm thêm 100. Rất chuyên nghiệp. Chắc cứ bán chợ rồi lại bán chỗ trước cửa karaoke thôi. 400 đồng. Phang em loli chưa? Lúc nào cũng phang loli. Loli phải đợi anh em mới phang cùng nhau. À nhầm. Được 600 này. Ngon ngon ngon. Cố gắng làm tiết kiệm thừa tiền để phang em loli. Đây là có điện thoại. À, lại bà môi giới à? Thích công việc bếp núc không?
Họ muốn 100 tệ thôi nhưng mà thương lượng thành 200. Biết là cháu đang cần tiền. Có ngại rửa bát không ạ? Cháu không ngại làm mọi thứ ạ. Cảm ơn đi. Nhận việc phụ bếp này. Phụ bếp này là 8 tiếng rồi á. Tao mắc cái phụ bếp này luôn đi. Nó thêm thời gian mình phụ. À đây, Clay là cái chum gốm. Làm 8 tiếng lận rửa bát ạ. À, phụ bếp tưởng kiểu như là kiểu ít nhất cũng phải làm cái món ăn gì đấy dụ người ta, nhưng không, phụ bếp là rửa bát. Di chuyển bằng WSD tìm xem cần cái gì ở trên góc trái, xong rồi vào tủ lạnh lấy à, đặt nguyên liệu lên à. Xong rồi còn chặt à, ở đây đây, đúng rồi đúng rồi. Chuột đúng chưa, có cần phải chặt không, chặt luôn mà. Hỏng luôn rồi á, lần nào. Hay là nó cần hai. Ủa như nào vậy các bạn? Bên góc phải à? Là cần hai cái này á? Đúng. À rồi, nhìn rồi, góc phải. Má còn phải chặt hỏng cho nó đi ạ. Mới vứt đi được ạ, bực thế. Mình cần phải làm hai đĩa à? Sao trông giống như mình không làm được vậy? Cá. Ở đây miếng sườn. Thôi bị đuổi việc rồi. Khó đấy. Xong việc luôn mà. Cá với dưa chuột, ok. Phêu là phêu thế nào? Không có nút ship để chạy nhanh hơn à? Cắt thành mấy nhỉ? Không biết, nhưng mà nhìn mình thái nó đều tay như này. Đấy, trời ơi. Nhanh nhanh nhanh. Nhìn trông nó đẹp, tuyệt vời. Khúc đuôi này. Đấy, giữa này. Thêm cái đầu, u sổ nó khít. Sườn này. Đẹp tuyệt vời luôn. Cà rốt. Đã được khoảng 3 món nữa các bạn. Đấy là tôi còn tăng mắc điểm vào đấy. Mới có đủ thời gian đấy. Kiểu mình có di chuyển nhanh ấy thì nó cũng không nhanh hơn được gì vậy. Chắc là chỉ được một món này nữa thôi. Trừ khi cái món đơn lẻ nó là... Nó là... Mình cắt xíu xíu này nhá. Cũng được. Kịp không nhỉ? Hơi khó ạ. Mới cắt lần sau phải cắt ngắn ngắn không cần đảm bảo tính thẩm mỹ, gọi là cắt ngắn ngắn như thế là đủ thời gian mà. Uff, là được hơn 300 tiền. Ok.
cộng với cả tiền thưởng nữa, được thêm 200 là 500 mấy. Mà vẫn sớm, sớm được 1 tiếng, thích làm gì thì làm. Bán được 500, ok. Đúng rồi, đây karaoke gốc cây đề đấy chứ còn đâu nữa. 20 tệ à? Hát luôn. Nobody we are chase. Thế có bài nào mà nó không bị không bị ấy không? Không bị bản quyền không? Thế nhạc trong này bị bản quyền mà. Cái gì đấy? Ui nó nhận mic của mình á? Làm sao hát? Vâng gì giống bán sâu xong. Rên hai phù trình phù trình du du vẫn điểm cao này gì mì chu u u bình bù gù đù gì quay u mình chào đã su chưa đến đoạn cao trào bán chiang bang nhong du mì lì chiang chiang kê chi chang u u đinh đê đê chang u su giờ nông u đờ su nha nhanh thế u mèn su sư trọng xem bèo u hôi quan gì lòng dung xem du giang chiam bèo bay cho mèn chiang lâu quá gì xem mi chu chu thôi tôi biết 80 điểm rồi được rồi tôi mệt rồi nâu 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 ok thử bài khác không ạ được rồi quyết đi. Bà kia lại có việc cho mình làm à? Lại làm gác cổng mà, nhưng mà phải ăn mặc tử tế, tắm rửa sạch sẽ cơ. Hỏi xem là mình kiếm giày đẹp ở đâu à? Peddler store là chỗ nào ta? Có vài ngày để chuẩn bị. Và tất nhiên là 200 tệ làm tiền thưởng, ok. Nhưng mà để xem là cái công việc Usher này là cần gì? Cần Keen level 4 à? Có cách nào lên Keen không ta? Lên Keen là đọc sách nữa à? À thư viện này. Giúp được gì không? Thôi tự xem thôi. Người ta có đề nghị cái gì không? Quan trọng là mình muốn sách gì? Sách dạy học kỹ năng. Thông minh 10 này. Nói chuyện với bà này đã thông minh lên 10 luôn. Đây, kỳ này học 4 tiếng. Leo 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 leo. Và được 596 tiền lãi ngon đấy. Ok rồi đấy. Đêm tối rồi à? Tối đó là lúc chúng ta đi gặp em Lolly. Đâu rồi, chào các chị. Nhưng hôm nay không phải đến gặp các chị, đến để gặp em Lolly. Đây rồi, giấc mơ của đời tôi. Từ ngày đầu tiên lên, tôi đã yêu em. Tôi phải hỏi giá em cái bao nhiêu? Chỉ hơn một chút là 8 lớp à? Ok. Úi xôi. Em Lolly dắt tay tôi vào ngõ. Màn hình tối đen. Bạn đã phá đảo game. Tiền mình nhiều lại đá thêm lần nữa luôn. Làm hai lần luôn. Gỡ lại vốn của em Lolly. Sao lại thế? Kiếm được 5 lốp à? Ui phê. Về thế nhở? Lại kiếm được 5 lốp à? Hôm nào cũng lỡ rồi. Thôi tôi trải nghiệm nốt. Đi trải nghiệm nốt rồi. Lần trước là tôi cũng gặp bạn này rồi, tôi gặp bạn này nên là đã trải nghiệm hết. Váy đen à? Chỉ 400 tệ anh đẹp trai à? Ok luôn. Quất. Lại dắt được có 30 ạ. À. Nhưng mà thế là con này hơi đắt nhỉ. 800 mà được có 50. Váy đen. Mại dâm à? Đắt thì nó an toàn.
loli thì không sao, chơi 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 con chơi chơi chị già thì lại bị. Để tôi vào hỏi chuyện em loli, có phải hôm qua mày báo công an đúng không? Vào đây tao phạt đánh ít. Bị báo công an không ta? Không đúng không? Em loli báo rồi, đúng là nó rồi các bạn. Mai ra phạt tiếp. Đi ra quên tắm rửa cái, ngày mai là ngày cuối cùng rồi. Má mày đi với con khác phát nó nói luôn mà. Như thế mà nó không giảm giá cho mình. Mày giảm giá bằng con bên cạnh, có phải là tao đi mày rồi. Ồ, sạch sẽ rồi. Rồi, cấp 4 rồi. Đấy. Học được việc đi chào khách. Nó tăng nốt mấy điểm vào. Đây chỗ này à? Chỗ bán công cụ này. Cái mua giày này. Đây 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 đây, giày vải đây. Trời ơi. Đây đây, giày vào cho lịch lãm. Rồi. Trời ơi, đứng trước cửa phút 3. Massage chân. Nhận được công việc chào khách làm 9 tiếng luôn à, càng thế khỏi bán hàng luôn á. Cái gì đợi khách hàng đi vào ấn cách để cúi chào. Ok, khách hàng được chạm đi vào cửa là cúi chào không sớm hơn không muộn hơn. Chào. Ui tip 12 đô luôn mà. À, lắm khách thế. VIP customer thì sao lại được ít tiền hơn vậy? Đây mặc bộ vest phải được 50 đô. Được có 5 á, what the hell. Mặc vest mà bo thế. Ui cái gì mà lên 40 đấy, 50 đô rồi này. À, công việc này cảm giác vẫn còn cùi hơn 1k làm linh vật. Ca làm linh vật đã được 200 mấy, mất có một nửa. Mấy công việc này chỉ kiểu ấy thôi, kiểu trông nó sang chảnh, nó không mệt, nó không bị bệnh thôi các bạn ạ. Làm linh vật mặc bộ quần áo này nóng lắm. Hết thời gian cho một ông này nữa. Được 300, làm 9 tiếng được 300, hơi ít. Bán này chắc được tầm 200. 200. Rồi. Cuối cùng cũng đến lúc bạn đã kiếm được 20k để trả. Thế là xong rồi. Thế đi về nhà luôn, không được gặp em Loli lần cuối. Bố của mình thường đi từ thành phố này qua thành phố khác để kiếm việc. Cũng có nhiều người làm như vậy. Không giống như những ông bố khác. Bố của bạn về nhà thường xuyên. Và kỳ lạ thay không mang theo hành lý. Thì sau đấy mới biết là ông ý cờ bạc các thứ. Khi mà bố mẹ cùng ở nhà thì thường cãi nhau. Những dịp như vậy thì mình và em cái thường ra ngoài và cầu nguyện là mọi chuyện sẽ kết thúc sớm hơn. Lúc nào cũng là mình và Giao Giao, hai đứa chống lại cả thế giới, ở trong cả vui và buồn. Rồi, xe buýt đã đến nơi rồi, ra mình về rồi. Mẹ đã ra viện, mình đã ở nhà, cả gia đình đoàn tụ. Đã đến lúc mình đi lo chuyện nhà Giao. Đừng lo, mình sẽ quay về trước bữa tối. Và tất nhiên sau khi gặp em lo. Còn nợ của bố, tiền với gia đình Giao kia tất cả đã giải quyết hết. Thật nhẹ nhõm, tiền đến và đi. Còn chủ yếu là chúng ta luôn có thể kiếm tiền. Mình đã chứng minh được điều đó. Sớm thôi mình sẽ chuyển lên thành phố cùng với mẹ và Giao Giao. Đấy. Ngôi nhà mới không quá lớn, nhưng mà đủ để cho cả gia đình. Nhưng mà đấy là một câu chuyện vào dịp khác. Đã đến lúc gặp em Loli lần cuối. Đấy, mở hết các thứ. Quan trọng là mở thử thách với cả sandbox mode. Nghe các bạn có thể yêu đương, đấy, cốt truyện phụ, rồi là kinh doanh các thứ và phát triển hơn nữa. Và đạt đến cái mốc cuối cùng là kiểu người thành đạt á.